tốt cho chăng? Cô bé bên cửa sổ. Chương 2. Giờ ăn trưa. Thầy hiệu trưởng dẫn Toto Chan đến thăm nơi ăn trưa. Ông giải thích: chúng ta không ăn trưa ở trên tàu mà ăn ở trong phòng họp. Phòng họp ở trên khu đất cao mà trước đó em đã phải leo vài bậc đá mới lên đến nơi. Ở đấy, hai thầy trò thấy các bạn khác đang kéo bàn ghế ầm ĩ xếp thành một vòng tròn. Đứng ở góc phòng, Toto Chan níu lấy áo thầy hiệu trưởng và hỏi: thưa thầy, các bạn khác đâu ạ? Tất cả chỉ có ngần này học sinh thôi, ông trả lời. Tất cả ngần này thôi ư? Toto Chan không thể tin được, vì tất cả chỉ bằng học sinh của một lớp ở trường khác. Thưa thầy, toàn trường chỉ có khoảng 50 học sinh thôi ạ? Ừ, tất cả chỉ có thế, thầy hiệu trưởng nói. Toto Chan nghĩ mọi chuyện ở trường này đều khác so với trường cũ. Lúc mọi người đã ngồi vào bàn, thầy hiệu trưởng liền hỏi các em có đem theo những thứ lấy từ biển lên và những thứ có trên đất liền hay không. Có ạ. Tất cả đồng thanh trả lời và bắt đầu mở những hộp đựng thức ăn trưa khác nhau ra. Nào, thử xem các em có những gì. Thầy hiệu trưởng vừa nói, vừa đi vòng quanh nhìn vào hộp thức ăn của các em trong lúc học sinh cười nói vui vẻ. Buồn cười thật. Toto Chan nghĩ, mình chả hiểu thầy hỏi những thứ lấy từ biển lên và những thứ có trên đất liền là gì cả. Trường này lạ thật, buồn cười thật. Chưa bao giờ em nghĩ bữa ăn trưa ở trường lại nhộn đến thế. Ý nghĩ ngày mai em sẽ ngồi vào một trong những cái bàn này và đưa cho thầy hiệu trưởng xem những thứ lấy từ biển lên và những thứ đưa từ rừng về, làm Toto Chan vô cùng phấn khởi, cứ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Khi đi kiểm tra các hộp đựng thức ăn của học sinh, đôi vai thầy hiệu trưởng tắm trong ánh nắng buổi trưa êm dịu. Toto Chan bắt đầu đi học. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói, bây giờ cháu là học sinh của trường này, Toto Chan cảm thấy khó lòng đợi đến sáng mai. Trước đây, chưa bao giờ em mong mau đến ngày hôm sau như vậy. Sáng sáng, mẹ thường phải mỏi miệng mới kéo em ra được khỏi giường. Nhưng hôm đó, em dậy sớm hơn mọi người, tự mặc quần áo, rồi đeo cặp sách lên lưng, ngồi đợi. Nhân vật dậy đúng giờ nhất trong nhà là Rocky, con chó bẹt rê. Nó theo dõi hành vi hơi khác lạ của Toto Chan một cách nghi ngại. Nhưng sau khi vươn vai, nó lại ngồi sát bên em, đợi chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Mẹ em có rất nhiều việc phải làm. Bà vừa chuẩn bị bữa sáng cho Toto Chan, vừa chuẩn bị cho em hộp cơm trưa, trong đó có những thứ lấy từ biển lên và những thứ có trên đất liền. Mẹ còn buộc vào cổ Toto Chan tấm thẻ tên tàu được bọc bằng ni lông. Hãy ngoan nghe con, người cha tóc rối bù nói với em như vậy. Tất nhiên ạ. Toto Chan đi giày, mở cửa rồi quay lại cúi đầu lễ phép chào tạm biệt mọi người. Khi thấy Toto Chan bước đi, nước mắt cứ dâng đầy trên đôi mắt người mẹ. Thật khó lòng tin được rằng một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn đi học, rất ngoan và phấn khởi như vậy lại vừa mới bị đuổi học. Bà mẹ tha thiết cầu mong sao cho lần này mọi chuyện sẽ được tốt lành. Nhưng liền sau đó, bà bỗng giật mình khi thấy Toto Chan tháo tấm thẻ lên tàu và đeo nó vào con Rocky. Ôi lạy chúa! Bà mẹ lo lắng suy nghĩ. Nhưng bà quyết định không nói câu nào, mà hãy cứ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi Toto Chan đeo tấm thẻ lên tàu vào cổ con Rocky, em ngồi xuống và nói với nó. Đằng ấy thấy không? Tấm thẻ này không hợp với đằng ấy chút nào. Tấm thẻ bị kéo lê trên mặt đất vì sợi dây buộc quá dài. Đằng ấy hiểu không? Đây là thẻ của tớ, ứ phải của đằng ấy. Đằng ấy không thể lên tàu được đâu. Nhưng tớ sẽ hỏi thầy hiệu trưởng và bác sát bé xem họ có cho đằng ấy đến trường không nhé. Rocky rất chú ý lắng nghe, hai tay giỏng lên. Nó ngáp dài sau khi liếm liếm vào tấm thẻ. Con tàu lớp học không chạy đâu, nên tớ thấy đằng ấy không cần phải có bé lên tàu. Nhưng hôm nay đằng ấy phải ở nhà, giờ tớ về nhé. Rocky thường đi theo Toto Chan đến tận cổng trường, rồi sau đó mới quay về. Tất nhiên là hôm nay nó cũng mong được làm như vậy. Toto Chan tháo tấm thẻ đeo vào cổ con Rocky ra, rồi thận trọng đeo vào cổ mình. Một lần nữa, em tạm biệt cha mẹ. Sau đó, Toto Chan chạy đi không thèm ngoái đầu lại. Chiếc cặp đập bùm bột vào lưng em. Con Rocky vui vẻ chạy bên em. Con đường đến nhà ga cũng gần bằng con đường đến trường cũ. Vì vậy, Toto Chan đã gặp lại những con cún, những chú mèo và cả những người bạn cùng lớp trước đây.
liệu mình có nên khoe tấm thẻ lên tàu với họ hay không nhỉ? Tôi thật chăng đắn đo, nhưng em không muốn đến chậm, nên em quyết định không khoe vào hôm đó, vội vã đến trường. Khi thấy Toto Chan rẽ phải, hướng về nhà ga chứ không rẽ trái như thường lệ, con Rocky dừng lại và nhìn quanh một cách lo lắng. Đến cổng nhà ga rồi, Toto Chan chạy lại với con Rocky đang đứng vẻ hoang mang. Tớ không đến trường cũ nữa đâu, bây giờ tớ đến trường mới cơ. Toto Chan áp má mình vào mặt con Rocky, đôi tai nó có mùi hôi hôi, nhưng như mọi ngày, đối với em, đây lại là mùi quen thuộc, dễ chịu. Bye bye! Em nói và leo lên các bậc thềm dẫn vào nhà ga. Sau khi giơ tấm thẻ lên tàu cho người soát vé xem, con Rocky gầm gừ khe khẽ và đứng nhìn mãi cho đến khi không còn thấy Toto Chan đâu nữa. Lớp học trên con tàu. Khi Toto Chan đến cửa toa tàu mà thầy hiệu trưởng đã nói là phòng học của em, cả lớp chưa có bạn nào đến cả. Đây là loại toa tàu kiểu cổ, cửa có tay kéo. Người ta phải nắm chặt lấy nó, kéo mạnh về phía bên phải bằng cả hai tay. Toto Chan nhìn vào bên trong toa, trống ngực đập rộn ràng, vẻ mặt đầy xúc động. Ôi! Ngồi học ở đây sẽ giống như đang trong một chuyến đi dài, cứ đi mãi, đi mãi. Phía trên cửa sổ vẫn còn những giá để hành lý, chỉ có khác là ở phía đầu toa treo một bảng đen, và thay cho hai hàng ghế dọc là những bộ bàn ghế học sinh xếp ngang hướng về phía trước. Mọi thứ khác đều vẫn còn nguyên như cũ, trừ những sợi dây da để nắm tay. Toto Chan bước vào và ngồi xuống chỗ của một bạn nào đó. Những chiếc ghế gỗ ở đây cũng giống như ở trường cũ, nhưng tiện lợi hơn, và em thấy có thể ngồi ở đây suốt ngày được. Toto Chan vô cùng phấn khởi, em rất thích trường này và quyết định ngày nào cũng đến trường, kể cả ngày nghỉ. Toto Chan nhìn qua cửa sổ, em biết rằng con tàu đang đứng yên tại chỗ, nhưng hình như nó đang chuyển động. Phải chăng vì những bông hoa và những khóm cây trên sân trường cứ rung rinh lay động trước gió đã làm cho em có cái cảm giác kia? Thú vị thật! Cuối cùng, Toto Chan reo lên như vậy, sau đó áp mặt vào cửa sổ. Em nghĩ ra vài câu hát như vẫn thường làm mỗi khi em phấn khởi. Vui mừng vui, là em vui mừng vui, sao em vui? Vì vừa lúc đó có một bạn bước vào, một bạn gái. Bạn ấy lấy vở và hộp bút ra khỏi cặp rồi để lên bàn. Sau đó bạn kiển chân để cặp lên giá. Bạn ấy cũng để túi đựng giày lên đó. Toto Chan không hát nữa và em cũng bắt chước làm như vậy. Sau đó lại có một bạn trai vào lớp. Bạn ấy đứng từ ngoài cửa và quăng cặp sách lên giá, cứ như thể là một cầu thủ bóng rổ. Chiếc cặp nảy lên và rơi xuống bàn. Ném tồi quá! Bạn ấy vừa nói vừa nhặt chiếc cặp lên ngắm để ném tiếp. Lần này chiếc cặp nằm gọn trên giá. Ném tài thật! Em reo lên. Nhưng ngay sau đó em lại nói: không, vẫn còn tồi lắm. Khi em trường trên bàn mở cặp lấy vở và hộp bút chì ra, rõ ràng bạn ấy đã ném trượt trong lần ném đầu tiên. Cuối cùng chỉ có 9 học sinh trong toa tàu. Các em là học sinh lớp 1 của trường Tomoe Gakuen. Các em sẽ cùng nhau đi trên chuyến tàu này. Bài học ở trường Tomoe. Đến học ở trong toa xe tưởng là đã chuyện khác rồi. Vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt. Ở trường học khác, học sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định. Nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích trong các buổi học. Sau một lúc suy nghĩ và nhìn quanh, Toto Chan quyết định ngồi cạnh bạn gái đến sau em sáng nay, vì bạn ấy mặc chiếc váy có thêu hình con thỏ tay dài. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất ở trường này chính là các bài học. Thông thường ở các trường khác, thời khóa biểu sắp xếp theo từng bộ môn. Ví dụ, sau tiết tiếng Nhật là tiết toán, nhưng ở trường này lại hoàn toàn khác. Trong giờ đầu, cô giáo ghi toàn bộ các đề bài và những câu hỏi của các môn học trong ngày lên bảng. Sau đó cô nói: bây giờ, các em có thể bắt đầu bất kỳ môn nào mà các em thích. Như vậy là học sinh có thể bắt đầu bằng môn tiếng Nhật, môn toán hay bất kỳ một môn nào đó cũng được. Em nào thích văn thì có thể làm văn, em nào thích môn lý thì có thể thử nghiệm đun sôi một chất nào đó trong chiếc bình thoát cổ trên chiếc đèn cồn. Như vậy, những tiếng nổ nhỏ rất có thể sẽ xảy ra trong bất kỳ phòng học nào. Phương pháp dạy học này giúp giáo viên theo dõi học sinh từ lớp thấp đến lớp cao, hiểu rõ hứng thú của từng em, cũng như hiểu cách suy nghĩ và đặc điểm của mỗi em. Đây là phương pháp lý tưởng giúp giáo viên thực sự hiểu học sinh của mình.
Về phần học sinh, các em thường rất muốn được bắt đầu bằng môn học mà các em thích nhất. Và thực tế, các em có cả một ngày để xoay sở với các môn mà mình không thích. Có nghĩa là ở một chừng mực nào đó, các em cũng đã tự giải quyết được các vấn đề này. Việc học tập hầu như hoàn toàn chủ động và học sinh có thể gặp, trao đổi với giáo viên bất kể lúc nào khi cần. Giáo viên cũng có thể đến với học sinh nếu muốn và giải thích bất cứ một vấn đề nào cho đến khi các em hiểu thật cặn kẽ. Sau đó, học sinh được giao thêm bài tập làm ở nhà. Đây là phương pháp nghiên cứu theo đúng nghĩa của nó, và điều đó có nghĩa là không một học sinh nào ngồi lơ đãng trong lúc thầy nói và giải thích. Học sinh lớp 1 chưa đủ trình độ tự học một mình. Song mặc dù vậy, các em vẫn được phép bắt đầu bằng bất cứ môn nào mà các em thích. Các em chép lại bảng chữ cái, một số em khác vẽ tranh, em thì đọc sách, lại có một số em tập thể dục mềm dẻo. Bạn gái ngồi cạnh tôi chàng đã biết hết các chữ cái và lần lượt ghi vào vở. Tất cả đều mới mẻ, nên lúc đầu Toto Chan hơi lo lắng và không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, một bạn trai ngồi phía sau em đứng dậy cầm quyển vở đi lên bảng để hỏi thầy một điều gì đó. Cô giáo ngồi bên chiếc bàn cạnh bảng đen, đang giải thích cho một học sinh khác. Toto Chan không nhìn quanh phòng học nữa, hai tay chống cằm, em dán mắt vào lưng bạn trai đang đi lên bảng. Bạn ấy kéo lê đôi chân và toàn thân lắc lư một cách đáng sợ. Lúc đầu, Toto Chan tưởng bạn ấy cố tình làm như vậy. Nhưng ngay sau đó, em hiểu ra rằng bạn ấy không thể làm khác được. Toto Chan tiếp tục theo dõi khi người bạn kia về chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, bạn ấy mỉm cười. Toto Chan cũng vội vàng mỉm cười đáp lại. Khó khăn lắm, cậu bé mới ngồi được vào chỗ của mình. Toto Chan quay lại hỏi. Tại sao bạn lại đi như vậy? Bằng một giọng dịu dàng, cậu bé trả lời nhỏ nhẹ. Mình bị bại liệt. Bại liệt? Toto Chan nhắc lại. Vì từ xưa đến nay, chưa bao giờ em nghe đến từ này. Đúng, bại liệt. Cậu bé thì thầm. Không phải chỉ có chân mình bị liệt, mà cả tay mình nữa. Bạn ấy giơ tay lên. Toto Chan nhìn vào cánh tay trái của bạn. Những ngón tay dài co quắp và gần như dính vào nhau. Người ta không có cách nào để chữa cho bạn à? Toto Chan hỏi vẻ lo lắng. Bạn ấy không trả lời. Toto Chan cảm thấy ngượng ngùng và lấy làm tiếc là đã hỏi bạn câu đó. Nhưng rồi cậu bé nói, tên mình là Yasuaki Yamamoto, còn tên đằng ấy là gì? Toto Chan mừng rỡ khi nghe giọng nói vui vẻ của cậu bé rồi nói to, tên mình là Toto Chan. Thế là Yasuaki Yamamoto và Toto Chan đã làm quen với nhau. Mặt trời đốt nóng không khí trong toa, ai đó đã mở cánh cửa sổ ra. Một làn gió xuân trong lành ùa vào trong xe, hất tung mái tóc của đám trẻ. Buổi học đầu tiên của Toto Chan tại trường Tomoe bắt đầu như vậy đó. Thức ăn của biển và của đất. Giờ ăn trưa đã tới, giờ phút mà Toto Chan hằng mong đợi. Đây là lúc để các bạn giới thiệu những thức ăn của biển và của đất. Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng. Thầy cho cách nói, phải luyện cho con em chúng ta ăn được mọi thức ăn, hoặc yêu cầu các bậc phụ huynh cho con em mình ăn trưa đủ chất dinh dưỡng. Thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho thêm vào khẩu phần ăn trưa của học sinh những thức ăn của biển và của đất. Những thức ăn của biển là hải sản như cá, cua, tôm, tép, hàu, sò. Còn những thức ăn của đất là nông sản, ví dụ như cơm, rau, quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Bà mẹ Toto Chan rất quan tâm đến vấn đề này. Bà nghĩ hiếm có một thầy hiệu trưởng nào có thể diễn đạt khẩu phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng một cách đơn giản đến như vậy. Điều thú vị là chỉ cần lựa chọn một trong hai loại, đó là việc làm bữa ăn trưa trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng còn nói rõ rằng không ai phải lo nghĩ quá nhiều hay mất nhiều công sức để đạt cho được hai yêu cầu đó. Nông sản ở đây có khi chỉ là một quả trứng tráng, hoặc hải sản có khi chỉ là một lát cá ngừ kho. Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần một món tảo biển đại diện cho đại dương và món dưa ngâm giấm thay cho những sản phẩm của đất. Hôm trước, trong lúc Toto Chan đang mãi theo dõi một cách thèm muốn bữa ăn trưa của các bạn mình, thì thầy hiệu trưởng đến và xem tất cả các hộp cơm trưa. Cháu có đem những thức ăn của biển và của đất không? Ông vừa hỏi, vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn đưa từ biển lên và lấy từ đất liền. Có những trường hợp vì mẹ quá bận nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao, khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm cái son.
Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói biển, thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc son biển ra cho em đó. Ngược lại, nếu ông nói đất, thì lập tức bà vợ lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc son đất ra cho. Ở đây, không còn một ai muốn nói rằng em không thích chả cá, hay nghĩ rằng một bữa ăn trưa ngon phải như thế nào, hay bữa ăn trưa tồi là như thế nào. Sự quan tâm chủ yếu của các em ở chỗ, thức ăn của các em có đủ hai yêu cầu về biển và đất hay không. Và nếu chỉ có vậy, thì niềm vui của các em đã được thỏa mãn, các em rất phấn khởi. Khi bắt đầu hiểu được những thức ăn của biển và của đất là thế nào rồi, tôi chẳng thấy lo sợ. Không hiểu bữa ăn trưa mà mẹ em chuẩn bị một cách vội vã sáng nay có được chấp nhận hay không. Nhưng khi mở hộp ra, em thấy thức ăn trưa của em thật là tuyệt vời. Và em cố giữ để khỏi thốt ra những từ tuyệt quá. Thức ăn trưa của Toto Chan gồm có trứng rán vàng, đậu xanh, đen bu màu nâu và buồn trứng cá thu màu hồng. Thức ăn đủ màu sắc trông như một vườn hoa. Đẹp quá, thầy hiệu trưởng nói. Toto Chan hơi run run. Mẹ cháu nấu ăn giỏi lắm, em nói. Đúng. Thầy hiệu trưởng trả lời, sau đó thầy chỉ vào món đen bu, ruốc cá và hỏi, đây là món gì? Nó là thức ăn của biển hay là của đất? Toto Chan nhìn món này, rất phân vân không hiểu thuộc loại nào. Nó có màu của đất, như vậy rất có thể nó là của đất, nhưng em không dám chắc điều đó. Cháu không biết ạ, em nói. Các em có biết đen bu từ đâu ra không nào? Từ biển hay là đất? Dừng lại một lúc để suy nghĩ, một số em reo lên. Từ đất ạ? Nhưng không em nào biết chắc chắn. Thôi được, thầy sẽ kể cho các em nghe. Thì hiệu trưởng nói, đen bu là thức ăn lấy từ biển lên. Tại sao ạ? Một cậu bé hỏi. Đứng ở giữa vòng tròn bàn ghế, thì hiệu trưởng giải thích. Đen bu là thịt cá bỏ lọc xương, rang nhỏ lửa, sau đó nghiền nhỏ và nêm gia vị vào. Ôi, các em kêu lên. Sau đó một vài em đề nghị được xem món ruốc cá của Toto Chan. Tất nhiên là được, thầy hiệu trưởng nói. Và thế là cả lớp xúm vào xem món ruốc cá của Toto Chan. Chắc chắn các em đã biết ruốc cá là gì rồi, nhưng vẫn cứ thích xem. Và cũng các bạn muốn xem món đen bu của Toto Chan có khác món đó của nhà em không. Quá nhiều bạn nhìn em, tới mức Toto Chan ngại rằng những sợi ruốc có thể bay mất. Toto Chan hơi hoảng sợ trong bữa ăn trưa đầu tiên đó, nhưng nhộn thật, thú vị biết bao nhiêu khi hiểu được hải sản và nông sản là gì. Em cũng hiểu được thêm rằng đen bu làm từ cá, và mẹ em đã nhớ bỏ vào hộp cơm trưa của em những thức ăn của biển và thức ăn của đất. Cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, em hài lòng nghĩ vậy. Toto Chan đặc biệt phấn khởi khi bắt đầu ăn những món ngon miệng do mẹ em làm. Nhai cho kỹ. Thông thường, bắt đầu bữa ăn người ta thường hay nói Itadakimasu, có nghĩa là xin mời. Nhưng ở trường Tomoe Gakuen thì khác, bắt đầu bữa ăn lại là một bài hát. Thầy là một nhạc sĩ và thầy sáng tác một bài hát đặc biệt để hát trước lúc ăn trưa. Thực ra, thầy chỉ viết lời và dựa vào nhạc điệu của một bài dân ca nổi tiếng Khoan Khoan Vô Khoan mà thôi. Lời của bài hát do thầy hiệu trưởng sáng tác và như thế này. Nhai cho kỹ, những gì bạn ăn, nhớ nhai cho kỹ, cơm, rau, cá, thịt chúng ta ăn. Chỉ sau khi hát xong, các em mới nói Itadakimasu. Lời của bài hát rất hợp với giai điệu của bài Khoan Khoan Vô Khoan. Đến mức sau đó nhiều năm, có học sinh vẫn coi đó là bài hát để hát trước khi ăn. Có thể thầy hiệu trưởng do đã gãy mất mấy chiếc răng nên mới sáng tác bài hát này. Nhưng thực ra, ông luôn luôn nhắc các em phải ăn chậm, nhai kỹ, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Và như vậy, có thể ông sáng tác bài này cốt là để nhắc nhở các em. Sau khi cất cao giọng hát, tất cả các em đều nói xin mời Itadakimasu và ngồi vào bàn ăn những thức ăn của biển và của đất. Phòng họp yên lặng trong chốc lát. Cuộc dạo chơi ở trường. Sau bữa trưa, trước khi trở lại lớp học nơi cô giáo đang đợi, Toto Chan cùng các bạn vui chơi ở trên sân trường. Sáng nay các em rất chịu khó học tập, cô nói. Vậy chiều nay các em muốn làm gì nào? Toto Chan chưa kịp suy nghĩ là nên làm gì thì cả lớp đã đồng thanh, đi dạo ạ. Đồng ý, cô đáp lại, và tất cả bọn trẻ chạy lao ra ngoài. Toto Chan thường đi dạo cùng cha em và con Rocky.
Em rất hồi hộp vì chưa bao giờ nghe đến một cuộc đi bộ ở trường. Tuy nhiên, vì em rất thích đi dạo nên em không thể đợi được. Mãi sau này em mới nhận ra rằng nếu buổi sáng các em chịu khó hoàn thành tất cả các công việc do giáo viên ghi lên bảng, thì buổi chiều các em sẽ được đi dạo. Tất cả đều như vậy, dù là học sinh lớp 1 hay lớp 6. Chính học sinh lớp 1 với cô chủ nhiệm đi giữa cùng ra khỏi cổng và bắt đầu men theo con suối. Hai bên bờ suối là những rặng anh đào vừa nở hoa, những cánh đồng hoa mù tạt vàng trải dài hút tầm mắt. Con suối từ lâu đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa nhà và những cửa hàng mọc lên kín cả khu vực. Ngày xưa, hầu hết vùng Gyugaoka là những cánh đồng. Chúng ta sẽ đi đến đền Kuhonbutsu. Cô bé mặc áo có thêu con thỏ nói, tên cô bé đó là Sakutan. Lần trước, chúng em nhìn thấy một con rắn ở dưới ao. Sakutan nói, sân đền có một cái giếng cổ, ở đó có lần một ngôi sao đã sa xuống, người ta kể như vậy. Vừa đi, các em vừa ríu rít nói về những điều mà các em ưa thích, bầu trời màu xanh rợp cánh bướm bay. Sau khi đi bộ 10 phút, cô giáo dừng lại, cô chỉ vào mấy bông hoa vàng và nói, các em hãy xem những bông hoa mù tạt nè, các em có biết tại sao hoa lại nở rộ rực rỡ như thế này không? Cô giải thích về phấn hoa đực và nhụy hoa cái trong lúc các em xà xuống hai bên đường xem hoa. Cô nói với các em biết ong bướm cũng đã giúp cho hoa thụ phấn như thế nào. Sự thật, bướm và ong rất bận rộn với công việc này. Sau đó, cô giáo lại tiếp tục đi. Tất cả các em ngừng xem hoa và đứng dậy. Có bạn nào đó nói, trông chúng giống như những khẩu súng ngắn, có đúng không nào? Tôi tuy rằng không nghĩ như vậy, nhưng cũng như các bạn khác, em tin rằng phấn hoa đực và nhụy hoa cái rất là quan trọng. Đi bộ thêm 10 phút nữa, các em đến một công viên đầy cây xanh. Công viên này bao quanh đền Kuhonbutsu. Vào đến sân đền, các em tỏa khắp nơi. Bạn có muốn xem giếng sao xa không? Sakko-chan hỏi, và Toto-chan đồng ý chạy theo ngay. Thành giếng trông như bằng đá, cao đến ngực các em, có đậy nắp bằng gỗ. Các em mở nắp và nhìn xuống. Lòng giếng tối om, Toto-chan chỉ có thể nhìn thấy một vật tựa như một tảng bê tông nhỏ hay một hòn đá. Chẳng có gì giống ngôi sao lấp lánh như em tưởng tượng. Sau khi nhìn một hồi lâu, em hỏi, bạn đã nhìn thấy ngôi sao chưa? Chẳng thấy gì cả. Sakko-chan lắc đầu trả lời. Toto-chan không hiểu tại sao ngôi sao không tỏa sáng. Có thể là nó đang ngủ, em nói sau một lúc suy nghĩ. Sao cũng ngủ à? Sakko-chan hỏi, hai mắt trợn tròn. Tớ nghĩ sao ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm để chiếu sáng. Toto-chan nói nhanh vì em không dám tin là mình nói đúng. Sau đó các em tập hợp nhau lại và đi vòng quanh sân đền. Các em phá lên cười khi thấy hai bức tượng hở bụng của hai ông hộ pháp ở hai bên cổng đền. Các em sợ hãi nhìn bức tượng Phật đứng ở đại sảnh trong cảnh tranh tối, tranh sáng. Các em ướm thử chân mình vào cái dấu chân to in trên đá mà người ta bảo là dấu chân của Tenga, một con yêu tinh mũi dài. Các em đi bắt bộ quanh ao và nói chuyện với những người đang bơi thuyền. Các em nhảy lò cò trên bãi đá cuội đen, bóng loáng quanh các nấm mộ. Mọi thứ đều mới đối với Toto-chan, và em cứ kêu lên vẻ kinh ngạc trước mỗi điều em vừa phát hiện.